Những ngày tháng 4 đáng nhớ đã về với tất cả những người con Phật. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, những người con Phật một lòng thành kính nhớ về ngày Đấng Tử Phụ ra đời bằng một đại lễ rất khác, hân hoan, vui tươi, ấm áp. Không phải ở nơi tập trung đông người, ở những lễ đài lộng lẫy, mà nơi từng góc phố, con hẻm, gia đình và thôn bản. Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy tại Buôn Trung, Cư Dút, Đắk Nông, những ngày này thật đặc biệt. Hưởng ứng chương trình làm tiểu cảnh Phật đản tại Tư Gia, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh và ngôi chùa gần nhà phát động, chị Thủy cùng chồng và hai con đã tự tay trang trí vườn lâm tỳ ni và thực hiện tắm Phật tại gia. Đối với gia đình chị, đây là việc làm thật thiêng liêng, nhiều công đức, tạo niềm vui nhỏ trong khi dịch Covid-19 vẫn còn những ảnh hưởng. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên chúng con không lên chùa làm lễ như mọi năm được. Nhưng con rất vui khi được sư cô trụ trì hướng dẫn con làm tiểu cảnh kính mừng Phật đản ở tại nhà. Ngày ngày gia đình con được ngắm chân dung của Ngài, cùng nhau uống các trà thơm, rất là ấm cúng và hạnh phúc. Con nguyện là một người Phật tử chăm ngoan, học giỏi, noi theo đức hạnh của Ngài, học làm tốt những lời Phật dạy để xứng đáng được làm một người con Phật. Không chỉ tại gia đình nhà chị Thủy, rất nhiều gia đình Phật tử khác tại tỉnh Đắk Nông cũng đã hoàn thiện những vườn lâm tỳ ni tại gia. Không khí đón chào lễ Phật đản sinh đã tràn ngập khắp nơi của vùng đất đại ngàn xa xôi và len lỏi tới từng gia đình thông qua những vườn lâm tỳ ni nhỏ nhắn, an lạc dễ thương, nhưng không kém phần trang nghiêm thiền vị được trang trí tại mỗi tư gia. Đại lễ Phật đản trùng với thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Do đó, việc thiết lập vườn lâm tỳ ni tại tư gia để Phật tử hướng về Đức Phật là rất phù hợp với chỉ thị của chính phủ, sự hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời tạo nên một không khí lễ hội ấm áp trong cộng đồng. Một việc làm nhỏ nhưng đã đưa được tinh thần văn hóa Phật giáo vào đời sống xã hội thiết thực. Phật đản năm nay vì không thể tập trung đông một lúc tại chùa để làm lễ Phật đản như mọi năm được, cho nên quý Phật tử có thể làm tiểu cảnh tại nhà, ngồi lại lắng lòng thanh tịnh, uống chung trà, đốt nén tâm hương và làm lễ tắm Phật tại tư gia cùng với tất cả mọi người ở nơi đây, hướng về Đức Từ Phụ, nguyện nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân an lạc, tất cả những cái tai nạn được chống qua mau, tất cả trở về với cuộc sống an lành hạnh phúc. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay từ những ngày cuối tháng 3 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã gửi thông báo đến từng gia đình Phật tử, khuyến khích việc thực hiện các hoạt động mừng Phật đản tại tư gia. Chỉ dẫn này đã được các Phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, tại huyện Châu Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và nhiều chùa đã nhanh chóng triển khai và đưa ra các chỉ dẫn cách làm lễ đài, treo băng rôn, cờ tại tư gia. Đối với chùa Khánh Tân thuộc huyện Châu Đức, đến nay hơn 100 lễ đài Phật đản tư gia đã được đăng ký và thực hiện bởi các hộ Phật tử. Được sự chỉ đạo của Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như hưởng ứng cái chỉ đạo về tổ chức lễ Phật đản của Thủ tướng Chính phủ, vì thế tại địa phương vào cuối những ngày của tháng 3 âm lịch, chúng tôi đã làm một thông báo hướng dẫn về phương thức làm lễ đài cũng như trang trí lễ đài tại tư gia Phật tử và khuyến khích Phật tử hưởng ứng chương trình làm lễ đài tại tư gia để tổ chức cúng dường mùa Phật đản. Và cái chương trình đó đã được quý Phật tử hưởng ứng một cách rất mạnh mẽ bằng hình thức là tổ chức được 100 lễ đài tại tư gia tại Phật tử tại địa phương để cúng dường lên chư Phật cũng như cầu nguyện cho dịch bệnh toàn cầu được nhanh chóng hết và cuộc sống của người dân được trở lại bình thường. Hôm nay tâm phai căn cơ với là một Phật tử, con lập tư để đài này tại tư gia để cúng dường Phật, ngưỡng mong tiêu Phật mười phương gia hộ cho bệnh dịch sớm đi qua và nhân dân an lạc. Đón mừng đại lễ Phật đản thành tâm, mỗi gia đình Phật tử đều nhiệt thành thiết kế không gian đản sinh tại nhà, tạo nên những giây phút ấm áp thiêng liêng bên gia đình. Tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế,
lễ đài, vườn lâm tỳ ni đã được thiết trí một cách trang nghiêm tại nhiều tư gia Phật tử như những nén hương lòng dâng lên đấng từ phụ nhân ngày đản sinh của Ngài. Mùa Phật đản đã về, tất cả những người con Phật từ đồng bằng tới thành thị, từ hải đảo tới vùng quê cho đến vùng cao, tất cả bằng tấm lòng của người con Phật với niềm thành kính, thiết trí mọi hình thức cờ, đèn, hoa, vườn lâm tỳ ni để dâng lên cúng ngày đản sinh của Đức Phật. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới nhấn mạnh chú trọng đến vấn đề kêu gọi tất cả các đạo hữu Phật tử, cư sĩ Phật tử, huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử trên địa bàn huyện phát tâm thiết trí lễ đài, quyền môn, cờ, đèn, vườn lâm tỳ ni để dâng lên cúng dường ngày đản sinh của Đức Phật. Được biết, hiện nay, theo thống kê sơ bộ là gần 30 lễ đài cũng như vườn lâm tỳ ni của tư gia. Bên cạnh đồng bào Phật tử kinh, còn có những lễ đài, những vườn lâm tỳ ni của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao A Lưới. Năm nay, tháng 4 mùa Phật đản, sau một khoảng lặng đủ dài của giãn cách xã hội, của sự ở yên quý báu, chúng ta ắt hẳn sẽ đón chào ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh trong một tâm thế khác, lặng lẽ mà sâu sắc.